Rồi hello anh em. Thì hôm nay em ra mớ thằng con á hả? Ủa anh, sorry anh em, mớ mi con. Đó thì để cho nó học giọng chứ không phải em ra em bán hàng đâu nha. Đây một con nè, con này cũng trống à. Con này nhấp hót cũng tốt lắm rồi đây à. Không có một cái tật lỗi nhỏ nào cả. Rồi đây con thứ hai cũng trống luôn à. Con này thì dính cái lỗi là không chịu sang lồng tắm à. Đó thì để em chạy cho nó hết nữa nha, chứ mi con em chưa bán đâu. Heo quay làm review cho anh em thôi, chứ thực chất mi con chưa bán đâu. Em còn giữ đủ 4 con luôn á. Như em nói là em chưa bán là chưa bán à. Đây con mi con mái nè. Nó lì quá, nó nằm ở dưới đáy lồng. Rồi đây, đó là 3 con rồi nha anh em. Rồi đây là con mái nữa nè, cũng mi con nha anh em. Đó 4 con. Rồi thì nhưng mà em sẽ hôm nay em sẽ bán một con mi à. Em bán con này. Đó thì em sẽ để clip em quay nó cụ thể sau. Nhưng mà em nói trước mi là em bán con đó. Rồi để em lên giá em quay, chứ còn quay mà cầm tay chuyện nổi đâu anh em. Tại nó chơi, mi nó chơi, hầu như nó chơi là full luôn á. Rồi ok, anh em xem clip con đó nó chơi nha anh em. Rồi còn khú chuyện á thì em đang còn 2 con à. Đây một con chưa có hót nha anh em, chưa có hót, cho nên anh em mua thì em cũng bao nhưng mà chưa có hót. Riêng khú chuyện chưa hót em bán là 2 triệu nha anh em, nhưng mà bao trống cho anh em nha. Bao trống về 15 ngày mà không mở miệng. Đó, anh em theo dõi không mở miệng thì anh em cứ trả lại em. Đó. Chưa hót em bán 2 triệu nha anh em. Đây, con thứ hai ở đây à. Đó. Khú chuyền nha anh em. Đó, lông lá còn lông chuyền đó nha, chứ không phải là lông xấu đâu nha anh em. Để mà quay sát sát cho anh em dễ xem. Đó anh em thấy không, lông chuyền còn sát sơ cơ. Như những cái clip trước em nói khú chuyền lên chơi ok lắm nha anh em. Chơi anh em một nhanh thuần, hai là hầu như con nào cũng chơi cánh chơi đuôi hết á. Rồi để em quay lên con kia. Đó, lông sát sơ hết trơn nha anh em. Khú chuyền mùa này nha. Đó, khú chuyền chưa hót này em bán là 2 triệu nha.
Rồi anh em, đất con mùa này lên nha. Chích chòe đất con mùa này lên. Mùa này lên nha anh em. Đó, con này thì đi chuyện chứ lâu lâu á nha, nó mới sổ một cái vòng lớn thôi. Chứ còn đi chuyện thì tiếu ta tiếu tích cả ngày nha. Mấy mì hót ồn ào. Đó, thì con này á là chim, vùng chim á nha, là Đắk Lắk nha anh em. Đắk Lắk à. Đó, con này tắm đẹp, không có một cái lỗi nhỏ nào cả. Nhưng mà không đá tai nha anh em. Chưa đủ củi lửa để chơi đá tai, giờ anh em ép chơi đá tai nha. Đó, thì riêng con đất này á, đất con mùa này lên nha, em bán là 1 triệu nha anh em. 1 triệu nha, anh em nghe không có lầm đâu ạ. Bao anh em là đi chuyện tiếu ta tiếu tích cả ngày. Đó. Còn tắm thì anh em gán chuẩn bị cái lồng tắm giống giống em á, hoặc là tập tắm như cái clip trước em có cái clip toàn tập về đất á, mà chuyên nói hơi sâu về cái chuyện tắm đất á, đó. Thì mua con đất thì anh em chỉ ngại cái vụ nó tắm thôi. Nó sang cái lồng tắm mà nó không chịu sang, nó không chịu bay qua, em nói là chua lắm luôn nha. Đất con mùa này lên nha anh em. Đó, anh em nghe không lầm, em bán 1 triệu nha. Còn hỏi con này bao nhiêu thì ok, có thể hôm nay là mối lái của em ở ngoài Đắk Lắk á, thì người ta sẽ xem clip này. Rồi em công khai luôn, con này em nhập là 800 nha anh em. Rồi tiền vận chuyển từ Đắk Lắk xuống 100.000 nữa nha, là 900 nha. Em ôm nuôi được 1, 2, 3 ngày rồi, 3 ngày nha anh em. Đó, nhảy xuống tắm rồi nè anh em. Em ôm nuôi được 3 ngày rồi. Em lấy lời con này 100.000. Đó, cho nên là em bán 1 triệu. Rồi anh em không nghe lầm cái clip này đâu nha anh em. Đất con đi chuyện cả ngày, tắm thì có clip đây cho anh em dễ xem luôn nha. Thì hôm nay em nói là mưa gió quá, mưa thì sáng giờ giờ mới ráo, mới máng chim ra tí đây. Đó, thì em tranh thủ em tắm con đất này để làm clip cho anh em xem luôn đó mà. Nhảy xuống máng tắm nữa nè, nhảy xuống máng nè. Rồi ok anh em nha. Rồi cảm ơn anh em ủng hộ clip chim cảnh nha. Em vẫn bán than bổi 150.000, lửa bổi 100.000. Than bổi 150.000, lửa bổi 100.000, anh em nghe không có lộn nha. Anh em không nghe lộn đâu à, không nghe nhầm đâu à. Em nói cái chữ lộn á, nó hay bị lái âm á, chắc do em hay chữ thề nhiều hay sao á. Rồi cảm ơn anh em nha.